Ngày 6 tháng 4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức rút kinh nghiệm, nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, công tác đảm bảo vật chất, trường bắn, thao trường huấn luyện quý 1 năm 2024. Trong quý 1 năm 2024, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị thường xuyên quan tâm, phát huy vai trò trong quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của cấp trên về công tác huấn luyện, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật, thực hiện đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn hậu cần, tài chính, quản lý vũ khí, trang bị phương tiện chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng mất an toàn về người, vũ khí, trang bị trong huấn luyện và khi tham gia giao thông. Nhiều đơn vị xác định rõ quyết tâm, từng bước tạo sự chuyển biến tích cực trong nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, quản lý chặt chẽ khu vực biên giới phụ trách, đồng thời có nhiều biện pháp, cách làm hay, sáng tạo để nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, tổ chức, quản lý, điều hành huấn luyện, đảm bảo chặt chẽ, đúng nội dung, thời gian, đối tượng, theo chương trình kế hoạch. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực. Tại hội nghị, có nhiều ý kiến chia sẻ cách làm hay, phương pháp tổ chức thực hiện hiệu quả tại cơ quan đơn vị. Qua đó quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới